Trường Sơn Entertainment trân trọng giới thiệu Đại Nhạc Hội Xuân Tưng Bừng Đặc Sắc vào thứ Bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015, tức mùng 3 Tết Ất Mùi, tại nhà hàng Thanh Thanh, quy tụ những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu hải ngoại hiện nay. Đặc biệt có sự tham dự của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chương trình có múa lân và lì xì đầu năm. Vé có bán tại nhà hàng Thanh Thanh, bánh cuốn Thăng Long. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trường Sơn 972 750 0903. Trường Sơn Entertainment kính mời.